Chào anh em, lại là mình Du Kẹt đây. Tình hình thì hơn 10 ngày qua rồi mình đã không ra clip và nói chính xác hơn là mình không vào game đánh được luôn anh em à. Bởi vì thực sự thì mình có rất là nhiều công việc bận cần phải giải quyết và đến nay thì mình cũng đã thu xếp và giải quyết xong hết rồi nha anh em ơi. Và mình thực sự xin lỗi anh em rất là nhiều về cái vấn đề này luôn. Hồi đọc comment thấy anh em hóng video của mình từng ngày mà sốt ruột thiệt sự luôn anh em ơi. Đến nay thì mới ra video lại cho anh em xem được này. Ok, và bây giờ chúng ta tạm thời gác cái chuyện đó sang một bên đi và hãy cùng nhìn vào cái bảng xếp hạng này. Anh em có thấy nó thiếu cái gì không? Thiếu mình chứ còn cái gì nữa anh em ơi. Mùa nào mà chả có cái mặt mình ở trong cái top 50 Việt Nam. Ở hai mùa trước thì mình cũng đã leo thành công lên được top 1 UK rồi anh em à. Đó thì mùa này tạm thời chưa có cái mặt mình ở trong bảng xếp hạng nữa. Thôi thôi anh em cứ từ từ nha, cứ chờ đi. Mình chưa leo thôi chứ một khi mà mình đã leo rồi, cái tốc độ nó phải gọi là cực kỳ nhanh luôn nha anh em ơi. Anh em tin mình không, 3 ngày là cái mặt mình sẽ có trong hệ nhà anh em ơi. Ok, và nãy giờ mình liên tha liên thiên rất là nhiều luôn đấy. Và chắc chắn rồi, để không làm mất thêm một phút một giây nào của anh em nữa thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay vào cái hành trình chinh phục top 1 UK S2 2024 của mình nhà này mời. Let's go. Ok, và đến với trận đấu đầu tiên này thì clan của mình đã chính là clan rừng nha. Và anh em hãy nhìn vào cái cục top của mình đi. Trời ơi, cục tím top 1 với lại là cục vàng của mình nay còn đâu. Bây giờ chỉ còn lại cục xanh dương, à gì, xanh lá, không được xanh dương nữa anh em ơi. Đó, nói chung thì từ từ, cứ từ từ, từ top tỉnh rồi mình sẽ bơi lên top Việt Nam thôi anh em ơi. Rồi tiến tới cục vàng thôi, thời gian còn quá nhiều cho mình mà. Nay tháng 5 chỉ mới là ngày 11 tháng 5, còn tới tận 19-20 ngày nữa cơ. Bắt đầu vào trận đấu thì mình sẽ khởi động vòng rừng bằng con red trước tiên nha, sau đó di chuyển lên trên rồng và ganh rồng. Ôi trời ơi, cái gì đây, cướp rừng nó mới ghê chứ. Từ từ nè, chiêu hai của mình giữ lại nha, chờ ghi đu tóc biến qua tường đã rồi lướt theo, và thế là có cái chiến công đầu thôi, kỳ suôn sẻ đầu game luôn. Ấy từ từ chờ tu lên ra ông farm đã anh em ơi, một mình farm hết rồi mất công chửi nữa ấy, làm tí máu của thằng Liliana này. Tầm này về ăn thêm hai con quái nhỏ này nữa là sẽ có cho mình cấp độ 4. Con rồng ra đi, lượm con rồng đi chứ còn cái gì nữa anh em. Yes sir, lính quá đẹp luôn anh em ơi, vào trong bụi núp nha. Rồi, ngon luôn, giấu được sai luôn. Teo nát với chúng tôi. Thôi ulti luôn đi anh em ơi. Trời ơi, cay vậy trời, biển Gidu nó làm mình khựng lại nhịp nhé. Lụm luôn Gidu đi bạn ơi. Violet cố lên bạn, hay quá. Nagrod với chúng tôi. Ui da, nó chém chí mạng anh em ơi. Một tình huống có thể nói là hơi xui ở đến từ mình và khá là may mắn đến từ anh chàng Nagrod khi mà anh ta quẹt một cái chí mạng mình lên bảng luôn. Quả đó không chí mạng xong mình chết được anh em. Ăn ngược lại mạng của Nagrod luôn ấy chứ. Ôi đây bắt đầu là có giao tranh rồi nè, con rồng nó xuất hiện cái giá ăn choáng đâu thế nữa cây. Ui ôi tem nó khó chịu phết em nhờ, cấu đĩa là liên tục này. Thôi xong quả này sao đỡ anh em. Quả này thực sự là mình không đỡ được luôn. Guido nó làm một quả choáng 3-4 thành viên thì làm sao mà đỡ được đây. Thôi thì con rồng sẽ thu về tay bạn rồi, tí hồi mình cố gắng ăn con tà lần cái xa để bù qua sức lại để biết chứ biết sao giờ anh em. Ôi thằng Guido tem nó làm một pha thôi mà vừa ăn được rồng nè, lấy được trụ rồi lấy thêm lợi thế ăn mạng cái kiểu nữa. Ông Guido này thiệt sự luôn á. Ây da, chói mình lại rồi. Mình thì vẫn chưa có cái giày kiên cường anh em mà, nó chói lại lâu ghê. Rồi. Khó chịu chưa? Thực sự là khó chịu nha anh em. Tại vì ông Vio với lại Aya không có khống chế để mà ngắt được ulti của thằng Guido nữa chứ. Bây giờ Aya cũng chưa có giải nữa. Thôi chịu rồi, con teo nát nó bắn đầu quá. Vừa mới hồi sinh ra luôn mà anh em ơi, vừa mới hồi sinh ra là lại phải ngủm rồi. Ấy trời ơi, mít có đánh nhau này, mít có đánh nhau, Nagrod hết lướt. Murad hình như là hết tốc biến thì phải, ulti một cái pẹt lượm được mạng của Murad, sau đó lượm luôn cả Liliana. Ơi phụ mình, thôi chết rồi, quả này sao ta. Quả này hết vị thì có chứ anh em ơi. Có, tại vì là cái con teo nát nó cầm cái tinh linh ấy, anh biết tại sao không? Ở cái lớp giáp ảo của mình là những cái nguồn sát thương chuẩn nó sẽ xuyên qua được cái lớp giáp ảo này. Nó bất kỳ cái nguồn sát thương chuẩn nào nó đều xuyên qua lớp giáp ảo của mình nữa hết anh em à. Ngoài đó teo nát nó bắn không có chết được mình, nhưng mà cái tinh linh nó làm mình ngẫm. Lại vừa mới hồi sinh ra là ngẫm ra anh em ơi, thực sự là có được chơi game không vậy? Nói chung thì gần nửa tháng không vào game đánh rồi, nên giờ vào cái tay nó cứ bị sượng sượng kiểu gì anh em à. Thôi từ từ lấy lại cái phong độ, cái phong độ luôn luôn là nhất thời mà anh em ơi, đẳng cấp mà là mãi mãi, phải chứng minh và khẳng định cái đẳng cấp của mình chứ đúng không. Yes sir, bây giờ Aya đậu mình rồi anh em ơi. Aya bắt đầu đậu mình rồi, lụm cái mạng Nagrod này một cái pẹt. Aya cái vậy, quả này bị thằng Guido nó đẩy ra anh em à. Ấy khựng lại nhịp kia, thôi xong rồi anh em ơi, làm cái trò mèo gì đây, mình cũng chả hiểu mình đang đánh cái gì nữa anh em. Quả đó sao không bay vào mà đổi mạng luôn với thằng teo nát cho rồi trời. Mà hơi xui cái là cái khúc mình ulti thằng Guido với thằng teo nát á, bị Guido nó đẩy ra một nhịp. Rốt cuộc thì con ulti của mình trúng có mỗi mình thằng Guido à, đâu trúng được teo nát đâu anh em. Ấy hơi xui là xui của quả đó. Rồi, Liliana đầy lẻ ha, hết lướt ha. Ấy à, chầm anh ha. Từ từ nha, mình có khá là nhiều lướt. Từ anh em ơi, để xem Lily láo một cái pẹt vô cái đầu này đấy. Trời ơi, bắt bài ngay anh em. Thôi xong, lại xong rồi. Lại vừa mới hồi sinh ra hả? Có thực sự là cho mình chơi game không đấy?
Nói chung thì trận này mình đánh lỗi nhiều thiệt, trận đánh quá trời lỗi luôn á anh em ơi. Thôi anh em thông cảm với mình ha, trận đầu gọi là làm nóng thôi mà, làm nóng khởi động tay chân. Đấy, lại hồi sinh ra lần này lúa về anh em ơi, lúa về. Úi xôi ôi, nó đã thì thôi nhé luôn mà, hai mạng thơm lưng. Ngoài ra còn được thêm con rồng này nữa anh em ơi. Đấy, ăn được team đã ăn được con thần kia xa rồi nè, bây giờ còn lượm thêm con rồng này nữa thì còn gì bằng hả anh em. Hay quá Violet ơi, một tràng pháo tay dành cho Violet nè. Đó, nói chung không có thằng Na thì cũng đỡ áp lực trong cái việc đó là ăn cái con rồng này, tại vì là mình đang bị dính bùa hại kinh công ấy, chân trị của mình đam nó bị giảm một nửa luôn mà, cho nên là cũng khá là dễ bị cướp. Ông AD bắt được Na rồi thì cũng quá ngon luôn. Ấy rình mò đi trong bụi chuối này anh em ơi, nhảy ra một cái pet lụm kẹo chứ có gì nữa, ngon luôn. Ở đầu game thì nói chung là cũng mất khá là nhiều lợi thế, nhưng mà từ từ thì chúng ta cũng đã có lại rồi ha. Ôi phía trên này thì ông Villain nó bắn toe đầu thằng Nagroth luôn mà. Rồi, vấn đề là tại vì có con Aya cho nên là Nagroth cũng tương đối khó bắt. Đẩy tên lính mid vào trong trụ này. Ở phía bên kia thì có Violet đẩy rồi. Bây giờ Gidu nó đép bên nào thì chúng ta sẽ... Ôi Gidu sao đép được, nó không dám đép luôn rồi anh em ơi, giật lùi trong trụ luôn mà. Không biết là win được chưa anh em nhờ. Khi mà Murad cùng với cả Theonat sắp ra rồi. Ây da, không rồi anh em ơi, một tình huống ulti rất là mù mắt, rất là mù mắt luôn, rất là bẩn mắt luôn anh em à. Lôi đánh bẩn mắt. Ôi lại hồi sinh trở ra rồi anh em ơi. Ây da, Nagroth đánh ghê quá vậy. À có đầu xanh anh em ơi, nè nó còn xanh trâu quá. Từ chạy đi nè, chạy đi nhịp nè. Đây đây đây, lướt chưa hai ngược lại nè anh em ơi. Rồi xong, thôi Na chết chứ làm sao, làm sao mà sống được đây bạn ơi. Ôi mới lên lại phải biến về rồi. Nói chung thì trận này cứ kiểu vừa lên xong rồi biến về, hoặc là cứ vừa lên vừa hồi sinh ra lại chết rồi hồi sinh tiếp. Nó đánh thì kiểu vậy thôi anh em ơi. Giờ mình nghĩ là mình lên ép chung với tem thôi, chứ đang là 5v3 mà. Với lượng máu này thì mình vẫn ở lại được, có ulti có các thứ mà, chứ đâu phải là hết chiêu đâu. Từ từ nha, chờ ba con lính Toro nó vào đã anh em ơi, từ từ anh em. Ôi mấy ông này vội vàng quá vậy. Rồi nhảy nè anh em, lúc cần vào thì cha Lotte lại không vào ạ. Thôi không sao anh em mà, win là được. Trận đầu đánh hơi bựa một chút xíu anh em thông cảm ha. Trận tiếp theo thì chúng ta phải làm lại cuộc đời đấy, chứ không thể nào mà cứ như thế này được. Vừa bảo là cho mình 3 ngày mình sẽ leo lên lọt vào top 50 Việt Nam. Trời ơi, đánh như thế này thì có lọt vào top 1000 Việt Nam cũng khó đây mà. Ôi trời, ngon cơm. Trận này cũng cộng 99 điểm, tương đối là nhiều ha. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo nào. Trận này mình làm tiếp đi top đây, đi kèo cùng với cả là Ngộ Không Lôi Trời Lóc Chóc. Cái tên quả tên Lôi Trời Lóc Chóc anh em à. Ui, bên kia có One Champ Anete, Linh Boss Anete nè. Nói chung thì con Anete nó đánh rất là khó chịu nha anh em ơi, đánh cực kỳ là khó chịu đấy. Mùa này mình đánh giá khá là cao con Anete này. Nếu mà cầm đi mid thì đi support đều được cả. Có thêm cả Yon cai sữa, khá là nhiều anh chàng One Champ phía bên kia. Đi với kèo Ngộ Không này nói chung không có khó anh em mà. Đầu game thì chắc chắn là chúng ta sẽ ra đánh thường lính, chờ cho Ngộ Không lao vào gọi chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng chung một đánh thường, chung một đánh thường vừa trúng vào lính và vừa trúng vào người giúp cho mình. Ok, và thế là có một cái chiến công đầu rất là đơn giản luôn này. Ngộ Không này bây giờ có tốc biến chạy đi thì chắc chắn là mình cũng sẽ vẫn còn một cái tốc biến để mình dí theo rồi đúng không anh em ơi. Đấy, rất là chắc cốp luôn mà, gọi là chắc chắn là được mạng Ngộ Không ấy. Tầm này biến về thôi, bởi vì là mình đã thắng kèo Ngộ Không cho nên là mình có cũng khá lợi thế để có thể di chuyển trước Ngộ Không này. Tình huống này thì Lilana tốc biến cố gắng chạy đi rồi, nhưng mà chạy đằng trời bạn ơi, Alete dí luôn đi. Chiêu của mình hồi cũng sẽ là lúc Alete phải lên một số anh em nha. Lướt chiêu hai đánh thương, chiêu một đánh thương chứ nhầm. Ok, thế là có double kill. Phía trên này thì Ngộ Không đã thành công hạ gục được Nagroth rồi, và đang muốn gõ thêm cả ca hưu luôn. Không, anh ta hạ cái tôi của mình xuống rồi, anh ta bắt đầu hạ cái tôi của mình xuống khi mà chỉ là muốn chạy về mà thôi. Thiệt tình ông Nagroth ông cúng hai bùa cho Ngộ Không rồi còn thêm cúng một mạng nữa chứ. Con Ngộ Không này không có đánh kiểu vớ vai vớ vẩn với nó được đâu nha anh em ơi. Chỉ cần đầu game chúng ta cúng với nó một hai mạng thôi là gọi là cái thế trận nó khác biệt hoàn toàn đấy anh em. Những cái chất tướng lay game mà có lợi thế đầu game thì em cũng hiểu chứ. Bắt đầu nó gõ mình một bóp kìa, hơn cả nửa cây, nhầm gọi là cũng 1/3 cây máu. Ở phía bên kia thì Wonder đang muốn ăn con thần kia xa rồi. Tuy nhiên thì tay mình đang dính cái bùa hại đó, chứ là con rồng anh em à, cho nên là không thể nào cướp được, rất là khó để cướp. Ok, lượm luôn các bạn của Lilana này. Ngộ không với chúng tôi. Ê trời ơi, tóc biến chạy đi mất tiêu rồi. Cahill ơi, cứu mình. Buýt. Ok, double kill ngon lành cành đào luôn. Mày quá vẫn sống ở pha này anh em à. Ngộ Không tóc biến pha đó là mình bị hớ, cộng thêm hết chiêu nữa nên là cũng đành bất lực thôi. Đánh những cái chất tướng cơ động như thế này thì thôi hết lướt Lily ơi. Lily hết lướt thì chắc chắn sẽ phải lên một điểm số mà thôi. Một tình huống tính đam phải gọi là chuẩn chỉ từng milimet, từng cm, từng decimet của Yuket. Đấy,
À, nãy mình nói đến đâu rồi nhờ? Đánh những cái vị tướng mà có khả năng cơ động như thế này thì chúng ta sẽ cần phải đi gan đi ram thật là nhiều vào giúp cho mình nha anh em ơi. Đừng có ở lì cái đường, nếu như mà chúng ta cứ mãi ở đường thôi thì thực sự không lấy được lợi thế, không áp lực được tên bạn thì cái thế trận nó không có dễ đâu nha anh em ơi. Phải cố gắng là lấy thật là nhiều lợi thế và áp lực vào. Ôi, ngộ không chạy đâu đây? Chạy ngược lại à? Wow, chạy cái đường này cũng khó chịu phết đấy chứ. Có hai lần tàn hình đấy anh em, mình cũng không thể đỡ được. Đây này sẽ là một tình huống bất ngờ lao lên này, em thật là nhanh luôn nha. Đấy. Ok, thế là lấy được thêm được khá khá máu ngộ không thôi. Chờ cái lượt hồi chiêu tiếp theo thì mình sẽ cần phải có một cái tình huống băng trụ nha anh em ơi. Anh ta quyết định hạ cái tôi không đây? Đang hạ cái tôi muốn đi về rồi. Thế thôi, làm được cái trụ này nha anh em. Giờ Wonder lên đây thì mình solo với Wonder luôn nha. Không ngán, tại vì mình gọi là mình giờ đang rất là khỏe rồi, cực kỳ là xanh sao, cho nên là đâu ngán Wonder đâu. Con Red của Wonder nó cũng phải xuất hiện ở đây thì chắc chắn là anh ta cũng sẽ ở lòng vòng đâu đây mà thôi. Chưa thấy sai anh em mà. À, thấy rồi kìa. Ui rồi, ba thành viên luôn. Lùm nhẹ con Red này xong về nha. Rồi rồi, chạy anh em ơi. Ô na 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 ơi, chạy đi bạn ơi. Ok. Ui rồi, bị đu theo quả, khó rồi. Quả đó thực sự là bị đu theo rồi, ngộ không lao qua nó gõ nó không đi cứu luôn ấy anh em, mình cũng hết chiêu rồi ấy. Quả đó mình choáng Wonder cho Na ăn con Red xong rồi chạy hết vị rồi mà Na không chạy được. Xui. Ôi lại chui vào trong bụi chuối núp thôi anh em ơi. Ôi da, chết bụi đồ ha. Thế Dũng này lấy nhẹ 2/3 cây máu liền. Nhảy sang Anate. Ok. Ui. Ulti Lumbua hơi bị chậm xíu anh em ha. Thôi kệ, lụm luôn các bạn Wonder đi. Băng xương cái nhẹ nè. Chắc là phải lụm luôn hai thanh niên. Ui, đau thế. Con Wonder này đam lỗi à. What the hell. Thôi để phần lại cho Nagros lo lắng nha anh em. Mình còn chấm máu à, phải về thôi. Không nhai được, không nhai được. Tầm này lên kia ăn con xe là bị con xe bắn chết nha anh em ơi. Đó, nên thôi về luôn đi cho nó chắc cốp. Yes sir, đại lính này. Lili láo. À chà, thì ra là có ngộ không. Ôi pha này mình dở rồi anh em ơi. Pha này mình hơi bị ngây thơ quá. Ngây thơ, hơi bị ngây thơ một xíu. Ok 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 ok. Đúng là bị ngay cái con lừa hồ lưu tinh này, nó lừa cây thật sự anh em ơi. Chứ ngộ không, ngộ không. Làm sao bạn ơi, làm sao, làm how. Ôi ôi, chết rồi anh em ơi. Hay vậy ta, ông ngộ không này ông né chiêu hay quá vậy. Nhưng mà không sao anh em ơi, vẫn ăn được mà. Mà quả đó mình ulti hụt hết luôn á anh em. Xài chiêu 2 ulti đồ hụt hết luôn ấy. Ngộ không chắc tóc biến hay là làm cái gì. Nói chung mình cũng không rõ nữa, nhưng mà hay nha. Quả vừa rồi là ngộ không hay phết đấy. Ấy chào Wonder đầy lẻ rồi ha. Cho nào nó chưa biết thì con Wonder này nó khắc chế Yuka nha anh em ơi. Nó nói là bố con Yuka luôn ấy. Nhưng mà không sao, mình có cách để thắng được nó anh em ơi. Yes sir, Lee thiếu chủ của chúng tôi. Nói chung thì cũng một phần là mình xanh hơn Wonder. Chứ bằng tiền thì khó đấy mà. Bằng tiền thực sự là khó đấy. Mình hơn Wonder mấy trăm tiền à, không hơn quá nhiều anh em. Tại vì tầm này chưa phải là cái lúc Wonder nó lỗi game. Lúc mà nó lỗi game là cái tầm cuối game anh em. Nó đã có cái nanh rồi ấy. Ê, lúc đó có xong cái nanh là thôi nhé. Cứ hai xiên một mạng, hai xiên một mạng. Làm gì có con tướng nào nó như vậy đúng không anh em. Ấy sao có ngộ không này. Từ từ này, chờ cho trai hay của mình nó hồi đó anh em ơi. Làm hao thì ngộ không ơi. Muốn chơi, nếu như vậy là muốn chơi. Ấy, thoải mái. Ngộ không lên giày giáp luôn anh em à. Ấy, lên giày giáp thì nói chung là cũng giảm được khá đam của mình ấy. Nhưng mình cũng có giày giáp mà. Không lẽ mình không lên đúng không anh em ơi. À chà, còn đánh nhau rồi. Ui, yếu máu hết kia đã chưa, thôi nhảy Yon anh em ơi. Mấy thằng kia yếu máu thì yếu máu thiệt, nhưng mà vẫn phải quan trọng cái thằng Yon này nha. Á, ngộ không làm gì bạn? Làm sao đây bạn ơi? Yon hình như nãy đầy cây mình nhảy cái mất tiêu luôn mà đúng không anh em ơi. Đúng một nhảy thôi mà. Đó, bù đồ này của mình thì mình không có lấy giáp hồi sinh sớm. Tại vì hiện tại giờ mới đang là phút thứ 13 thôi, lấy giáp hồi sinh sớm kiểu đánh nó cứ bị tự tin kiểu gì ấy, anh em. Thôi giờ win luôn rồi này, bán đồ tào lao luôn đi. Chứ win là cái điều chắc chắn rồi ha anh em ơi. Tại vì thường thường á, phút thứ 13 hay là chưa tới phút thứ 14 anh em thì mình sẽ không có lên giáp hồi sinh sớm đâu. Tại vì lên thì bị đánh nó tự tin quá anh em, là mất giáp hồi sinh thì rất là phí luôn. Nên thôi lên đao xanh đi chết thì thôi. Đó, tới tầm khi mà cái con tên là cái xe bảo chú nó ra thì chúng ta có giáp hồi sinh đúng không? Đấy, như vậy nó chắc cốp hơn. Để xem mình được cộng bao nhiêu điểm đây anh em ơi. Ôi, cộng 124 điểm khá là nhiều đấy. Trận này MVP mà. Đấy, trận đầu làm nóng thôi, trận này khác ngay đúng không anh em ơi? Ôi ơi, đến trận thứ 3 này thì vô tình là thả ngay con Jeep mà. Và thế là tên bạn có cặp đôi Van Hell Jeep cộng thêm cái con Lauriel. Thì thật sự là tên mình hơi bị khó chơi ở trong trận này rồi đây anh em ơi. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng là di chuyển lấy thật là nhiều lợi thế ngay từ đầu game để mà giúp cho tên mình dễ dàng đánh ở trong trận này nha. Chứ mất lợi thế đầu game là thật sự tên bạn nó quẩy cho banh chành, ép cho nét luôn á. À, mình đi kèo cùng với cả con trai Lotte này mà thực sự là mình không biết cái chiêu thức nó ra làm sao hết á. Nên thôi cứ thử solo với nó ngay từ đầu game đi. Để lỡ mà chúng ta mắc sai lầm á thì chúng ta còn sửa kịp. Đến tầm cuối giữa bắt đầu solo thì hơi bị vỡ mồm đấy anh em mà. Mình như người tối cổ vậy á. Giờ đâu biết chiêu nó ra sao hay là nó mạnh nó yếu gì đâu anh em ơi. Mấy ngày nay chả vào game nữa. Ui nó yếu quá vậy ta.
cảm giác solo mình còn chưa mất giọt máu nào này. Ê, con Bonnie tóc biến lên, chói mày ơi, hay quá. Thực sự rất là hiệu ý nha, này mời rất là hiệu ý nha. Mặc dù là chúng ta cách nhau vô vàn cây số và mình cũng không bụng mít, nhưng mà có cái cách cảm thần giao đây mà đó. Còn tìm ngay trong đầu luôn mà đó, mình suy nghĩ là Bonnie biết mình nghĩ gì liền. Hình như là nói hơi xàm rồi em ơi, dấu hiệu của đớ. Không nói xàm đâu nha. Yes sir, lâu gieo hết nước ha. Từ anh em ơi, từ mình xong cái tên lính này mình lên level 4 đã. Làm hao đi bạn ơi, chơi luôn nha. Quả này không phải sợ anh em ơi, không phải xoắn. Ơi, hên quá, vừa ăn được mạng lâu reo nè. Đó, anh em nhìn vậy thôi nha, chứ pha này mình đã rất là áp lực lên tên bạn đấy. Thứ nhất là làm cho thằng Nagroth nó yếu và lượm được mạng của lâu reo. Bây giờ tên mình chỉ cần tập trung ăn con rồng này thôi. Nhưng mà ông bay nè, sao tên mình áp cam mất tiêu rồi, đứng im vậy bạn ơi. Di chuyển thế nào? Lên cô. Phía trên này thì Na quyết định là ăn con thằng Gesa, em thấy không? Đâu dám tranh chấp rồng nữa đâu. Đó. Yếu rồi nè, yếu nhớt luôn. Hay quá, Jan ơi. Lượm luôn Charlotte là Charlotte tủng này đi, tóc biến mà đánh luôn nha. Ui, chiêu con này lạ phết nhờ. Cảm giác nhìn nó lực nhưng mà nó lại không lực. Nó lại hơi yếu một chút xíu anh em. Anh em có cảm giác như vậy không? Anh em nào cảm giác con Jan ở gì con Charlotte này là mạnh hay yếu, anh em comment cho mình biết với nha, chứ thực sự mình rất là tối cổ luôn á. Mình không biết cái chiêu đó ra sao, cũng chả biết nó mạnh hay là yếu luôn anh em, hay là do ông kia ông chơi không biết chơi ta. Yes sir, Bonnie lên cao gì chơi? Ôi lên cao gì sao cứu đây? Ôi khó rồi em ơi. Ôi con lâu này nó múa đâu quá. Nước lên đánh này thôi, có thêm Charlotte ở đây xác định lên bảng rồi. Quả này Bonnie báo mình ghê, mà định lên cứu không kịp anh em mà. Thấy này, Jan vẫn chạy được này, cái gì? Bay nè vẫn chạy được này, tự nhiên quên tên tướng hết luôn anh em. Ôi ơi, mới vào game có không vào game có mười mấy ngày thôi mà quên hết tên tướng này kia, hỏng rồi. Thực sự là hỏng rồi anh em. Ấy cha, Charlotte đi đâu đây bạn ơi? Charlotte. Tính ra Yuka này nếu mà đi kèo cùng với cả con Charlotte thì chắc mình nghĩ Yuka ăn đó anh em nhờ. Nãy giờ đánh cảm giác ê nhá với chúng tôi. Này thì nhá nè. Đâu chưa? Chết rồi mình không biết chiêu anh em ơi. Có nơi băng trụ không nhờ, thôi thử một pha đi xem như nào. Ui khó chịu vậy. Ơi nó làm chậm mình kìa đúng không? Hình như nó giảm tốc đánh mình đúng không anh em? Wow, con này giảm tốc đánh đúng không? Hình như nếu như mà mình không nhìn nhầm thì nó có giảm tốc đánh của mình anh em mà. Ui mạnh thế. Ui hơi khó, nếu mình để mà băng trụ giết cái con Charlotte này hơi khó anh em nhờ. Eo băng xương gì nữa mình chấp nguyên cái trụ luôn rồi. Charlotte ơi, chấp nguyên cái trụ luôn rồi đấy. Ế Nagroth ăn kinh công mà vẫn cố gắng ăn ạ. Cố gắng ăn với chúng tôi. Ôi thiếu xíu đam kìa. Bỏ đi anh em ơi, khó quá bỏ qua chứ giờ sao dí được nữa. Con Nagroth thì cũng hơi khó để dí nữa đó. Yuka thì cũng cơ động ngang con Nagroth nhưng mà thua một cái là tầm chiêu con Yuka này ngắn quá anh em ơi. Con Nagroth thì chiêu bay vô cùng là xa luôn. Đây rồi anh em ơi. Ui đánh hổ báo vậy chạy anh em, là biết ngay mà. Nhìn cái kiểu đánh hổ báo này là thấy có mùi rồi anh em ơi, nên là mình chạy luôn, mình không có solo tiếp nha. Tỉnh lắm anh em, phải gọi là tỉnh táo nhá. Làm hao đây. Ui ôi xui. Phải nói là hơi bị xui nha. Một chấm máu không chết xong nó trả ra ngược lại, mình chết ngược luôn mà. Nhưng mà team mình lên để đổi mạng lại không? Làm việc đi anh em ơi. Trả thù đi. Ôi. Sau khi mà mình đã hồi sinh trở ra thì mình cùng với cả hai tay đang lén con rồng này anh em mà, thì bất ngờ lâu reo xuất hiện. Thế thì thôi, lụm nhẹ luôn con rồng cùng với cả mạng của lâu reo chứ còn cái gì nữa. Na anh đang ăn blue anh em ơi, vừa mới ăn blue xong thì chắc cũng đang đi vòng farm mấy con quái nhỏ thôi. Nếu mà mình đẩy thêm một tên nữa thì khả năng là Na sẽ xuống đây đấy. Nếu như mà đẩy thêm một tên nữa thì sao? À, Charlotte hả? Thôi chạy anh em. Quả này thì không có ngon nha. Đánh nhau một hồi thì thế nào là tay bạn nó cũng xuống tới à. Không thể là một tình huống solo 1v1 được đâu. Jeep đang chạy, úi xôi chạy với chúng tôi. Ê Van Hell kìa, bắt được mà. Anh em băng vào trụ bắt luôn đi chứ. Ui gặp quả này là mình băng vào trụ, nếu mình team mình đấy anh em. Là mình băng vào trong trụ luôn đấy. Rồi bắt được mà sao lại không bắt nhỉ. Ui mạnh vậy. Sao kiểu con Charlotte nó đánh với mình cảm giác nó yếu mà sao mà solo cùng với cả thanh niên Bayne nó mạnh dữ vậy ta. Nói chung thì không chả hiểu luôn anh em mà, tướng mới mà đâu có biết bộ chiêu thức nó như thế nào đâu. Ôi dồi ôi, đánh một hồi để cho Nagroth double kill luôn mà. Ê, vào trong bụi này anh em ơi. Bụi đẹp. Nó lại gọi là đẹp luôn, một cái pẹt. Ok, lụm kẹo. Jeep làm gì đây, đi long tan đây.
Tầm này mình đánh luôn giáp được anh em ơi, đam mình to lắm rồi, tại vì đang rất là xanh đấy. Bổ luôn mấy thằng tăng gọi là dư xăng. Dạ sơ, vào chỗ bụi núp này quýnh luôn nha anh em ơi, có giáp có dụng gì vào đây hết đi. Vào đây hết đi. Ui, mạnh chưa, mạnh chưa? Mình bảo mà anh em ơi, bổ mấy thằng tăng này mà có gì đâu. Quýnh giáp này, quýnh thằng giáp như con luôn này. Đấy, đó một kill ngay. Chỉ sợ là kiểu có mấy thằng chủ lực tên bạn ở gần ấy anh em, thì mình quýnh mấy thằng tăng nó bị hơi mất thời gian một chút xíu. Ô, Naros làm gì ông nội? Thanh niên này vừa có một tình huống làm gì đây? Tự nhiên bay thẳng hết chiêu vào trong bụi blue luôn à. Chắc là bất lực lắm rồi hay sao? Loay hoay một hồi thì cũng đã gần tới phút thứ 15 rồi anh em à. Và khi mà cái con cây xe bảo chúa nó chuẩn bị xuất hiện á, thì anh em phải đi đẩy lễ giúp cho mình nha. Ôi đẩy lễ nhưng mà tem lại đánh nhau thì cái quả này không đỡ được nha anh em ơi. Biết sao giờ, bắt buộc là phải đẩy lễ rồi mới có một cái thế lính đẹp để mà ăn cả thần được. Đấy, ok, bắt được lâu đeo nè, mình đang có ulti và tốc biến. Rồi nào đó lao vào thì xác định đi bạn ơi. Tình huống cover thành công hay giả te nè. Tầm này thì mình hồi chiêu rất là nhanh rồi, thấy không? Vừa mới xài ulti thôi mà ulti nó lại sắp hồi nữa rồi. Đấy, như mình cũng đã nói thì mình không thích lên đéo hồi sinh sớm ở đây mà. Nãy mình full đồ sớm quá nên mình lên cái đao xanh này luôn. Lên đồ như này đánh cho nó chiến anh em. Đấy, ơi đẩy chủ đi kìa anh em. Trời ơi, sao tay mình lại không đẩy chủ pha này vậy? Mém tí làm mém tí mình ngẫm mà. Ôi da, trời mất cái gì nhờ giáp hồi sinh xàm rồi, không sao anh em ơi, vẫn sẽ phải win thôi. Ulti lên quýnh thằng Van Heo này luôn này. Ok, lụm kẹo, có thế là win thôi anh em. Pha này làm hết rồi còn đâu. Rất là đơn giản luôn. Để xem là được cộng bao nhiêu điểm đấy anh em ơi. Chắc chắn MVP chắc cộng 120, 130 gì đó mình không biết. Cỡ tầm đó anh em mấy 127 này, khá là nhiều. Từ từ rồi cộng cũng sẽ bị ít xuống rồi anh em ơi. Tại giờ điểm của mình đang thấp á. Điểm cao cao lên xíu là cộng ít xịt à. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo này nè anh em ơi. Trận này làm tí đi rừng ha, hai trận đi top liên tục rồi. Ở game này đi rừng đi. Ui, top miền Slim cùng với cả top miền Bizen. Trận này tay bẻ có ông Flo nhìn uy tín phết em nhờ. Không biết là Bizen này có lo lắng được ông Flo đó hay không đây. Khi mà tinh hệ bật S mà Bizen còn lại kèo dưới đây chứ. Ôi nhìn kỹ lại là chịu vương đi top anh em mà Bizen sập ghê. Vẫn như thường lệ thôi, khởi động vòng rừng đầu tiên bằng con Red này, sau đó là di chuyển lên trên đường rồng để mà gank ha anh em. Mà gặp tem kia có floor anh em phải chết liên tục nha anh em ơi. Đó, chết map liên tục như thế này nè. Tại vì thường thường mấy ông floor cái tôi cao lắm, kiểu cứ muốn solo kill đầu game mà. Đấy, thế là có chiến công đầu rất là dễ dàng thôi. Tem bạn mà có floor là anh em cứ kiểu soi liên tục cho mình nha. Soi top tem bạn đánh nhau với top tem mình như thế nào đó. Ổn hay không, không ổn thì xuống gánh và thế là có mạng thôi. Đơn giản mà. Đánh floor kiểu cứ ý mình là chất tướng khỏe anh em. Ôi, hình như mình mất con blue rồi thì phải. Trời ơi, con Natalia nó cướp blue không ai hay, không ai biết luôn mà. Buồn chưa? Mình không có chừng trị nữa chứ, sao qua cướp được ta? Trời tiếc ghê, quả này có chừng trị anh em ha. Lên level 4 sau đó là lượm luôn mạng thằng Nam với thằng Terry này rồi đó anh em. Cái lao, trời cái lao không trúng luôn. Ê ulti. Khó, quả này hơi khó thiệt anh em. Tại vì máu mình còn ít quá, máu mình còn thêm tầm cho mình một khúc máu nhỏ đó thôi là có thể cân được đấy. Ok, vừa hồi sinh ra thì mình cũng chạy thẳng lên trên đường rồng này, bắt được Nata chắc là cái điều chắc chắn rồi. Không bắt được thì biết lỗi ai luôn, cứ đứng đánh thường anh em ơi. Đó, ulti và trúng hai thằng mình mới ulti nè, lượm luôn mạng của Terry. Ok, chạy đó. Úi trời ơi, chủ nó bắn nhanh dữ vậy ta. Chủ nó bắn hai phát liên tục rồi anh em. Không đỡ được luôn mà, bắn nhanh quá. Cái gì nữa vậy, cái gì nữa vậy, lại cướp rừng rồi, lại cướp rừng rồi. Một con blue đổi được cái mạng hình như là lời thì phải anh em ơi, là lời hay lỗi nhờ. Chắc là lời rồi. Ok, lượm luôn con rồng này đi. Ấy, đang rốt. Nó chui vô trong bụi núp sợ mình không biết hay gì vậy. Team bạn toàn chơi game hơn, cái gì nữa, chơi game đẳng cấp thế lại bảo hơn, mệt lắm, mệt lắm. Và đó thêm chấm máu mình tới mình kể hết ngon quá trời còn gì ấy. Chạy 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 chạy, đẹp rồi, đẹp rồi. Quá đẹp rồi anh em ơi. Nó gọi là beautiful. Ôi giời ơi, khổ bạn tôi, khổ người anh em, Triệu Vân. Làm hao chặn ông, thích chặn ông. Có thêm thằng Na nữa. Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Ây da, mình cũng hơi bị làm cái gì đó anh em ơi. Một quả ulti hơi bị gì ấy 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 một chút xíu. Rồi nhây với anh Then này luôn nè. Ấy 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 ấy, quái rừng đâu với chúng tôi. Cứ thích cướp rừng thôi, cứ thích xâm lăng thôi. Mệt lắm. Ê, từ từ nha. Ulti của mình hồi cũng sẽ là lúc cái thanh niên Flo này phải là một điểm số anh em à. Biết. Ok, lụm đi chứ còn cái gì nữa. Biến về hồi máu xong thì lại di chuyển lên trên rồng này và ép thôi anh em ơi. Lộ sai luôn nha, không cần đúp nữa rồi. Ở tầm này là đánh lộ thiên như thế này luôn anh em ha. Đấy, lụm luôn thằng Nata, luôn thằng Nata đi chứ còn gì nữa. Ê, bắt quả tang sự BKS nha, quả là cố tình KS nha. Tông ai đây, tông vào thằng Then này, Then này nó chung hết nội tại rồi.
không trâu lắm đâu anh em ơi. Đấy, né chiêu cái thứ gọi là mượt mà ha anh em ơi, nó quá mượt luôn á. Na đang kiếm slim, đây, tớ lên với cậu đây, cố lên. Trời ơi, thằng Na này nó bay nhảy tùm lum hết đây mà mình ulti choáng không được nó chứ, xa quá, cố gắng hết sức rồi. Terry tên bạn vừa mới hồi sinh ra đúng không, nghe bảo là vừa mới bây giờ bằng sườn với chúng tôi vừa mới hồi sinh ra, khổ thật sự, lại phải lên bảng rồi. Chứ AD lít game mà không được farm thì nó gọi là siêu khổ luôn ha anh em ơi. Cứ bị mình đì, mình đè và mình bắt. Chạy đâu đây? À, chạy xuống đây ăn tà thần hả? Hợp lý không nhờ? Thôi cứ cho là hợp lý anh em ơi, thời tên mình đang có lợi thế mà. Ăn rồng hay ăn kinh công gì cũng được hết. Để cho mình xin quái nhỏ này đấy bạn. Trời ơi, xin mà cũng không cho hả? Không cho là mình quýnh luôn nè, mình cướp luôn nè. Ấy trời ơi, chấm máu hết vậy? Làm việc đi anh em. Để tên bạn chấm máu hết thế này. Ok, ngon lành cà đào luôn. Sao múa may nó phải gọi là bái cháy bò cháy anh em ha. Mặc dù còn chấm máu thôi nhưng mình vẫn đánh rất sung, rất là sung mãn. Ui, cái đồ support này hồi nhiều dữ người ta. Mình đánh giá cao cái đồ support hồi máu này nha anh em ơi. Đó, nhưng mà nó phải ra giao tranh nó mới hồi được hả, thì hơi bị phế một chút xíu. Mặc dù như vậy nhưng mà hồi cũng khá là nhiều. Ở những cái chức tướng mà không có khả năng hồi máu thì vẫn sẽ ở lại được, không cần phải biến về đúng không anh em, tương đối là tốt. Rồi vào cái thế ép rồi này, ép thôi. Ê, từ từ nè, rốt này nha anh em ơi. Mình đây là nhá ulti sẵn nè. Đấy, trời ơi, nó phải gọi là hắc não đẳng cấp luôn anh em ơi. Đấy, hắc cái não liền. Giờ đây lính về trong trụ nè. Đó, tên bạn đép ở phía trên này hết rồi thì dưới kia thoải mái mà ép trụ lấy trụ thôi. Lính mít lại tiếp tục đang bắt đầu đẩy vào nữa này. Cứ đẩy lên vào liên tục như vậy là tên bạn nó phải chia người ra nó đép anh em mà. Tên mình chỉ cần dồn một lên mà tên bạn nó không coi đó thôi, dồn lại 5 thằng. Thế lấy được một trụ lên siêu cấp. Làm thêm tầm 2-3 lần nữa như vậy là có 3 đường, đơn giản mà đúng không anh em ơi. Đấy, khả năng giờ win luôn không ta. Đấy, chắc mình nhảy vào mình bắt này một pha bắt. Ui xôi, ulti đẹp quá trời đẹp luôn mà. Mà chém máu hết rồi anh em ơi. Hơi xui, nhưng mình nghĩ là win rồi, để trụ là win rồi anh em ơi. Mấy ông cốc này cái tôi thấp xuống để trụ là win nè. Ok, win nha. Cái tôi thấp thiệt, ông Slim ông bắn trụ chứ mấy ông kia đâu bắn đâu anh em. Để xem được nhiêu điểm nào. 130 điểm, ui, đã nhờ. Cái cảm giác này đúng là khi mà ít điểm mới có thôi anh em ơi. Lên điểm cao làm gì có. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo nào. Trận này thì đi top rồi anh em ơi. Đó, nói chung thì cứ đen sen đi top đi rừng. Lên nào mà kiểu đồng đội mình muốn đi thì mình đi lên ngược lại thôi. Nhưng trận này ông Kera ông đi rừng thôi mình đi top. Còn nếu mà ông Kera này ông muốn đi top thì mình lại đi rừng. Đấy, cứ kiểu như vậy anh em à, mình đi lên nào cũng được hết á. Và trận đấu này thì mình đi kèo cùng với cả là Valentino anh em ơi. Đấy, nói chung kèo Valentino này thì toàn rồi. Sao lại gánh thế này, tóc biến anh em à. Mất, wow, này cái tóc biến khó chịu chưa. Ấy chết. Quả này phóng hoa xuyên lính ảo vậy. Mình lỗi rồi anh em ơi, nháy ngáo rồi. Quả này nháy xong rồi quê một cục luôn rồi. Trời ơi, dở. Tự nhiên pha đó mình chưa hồi lại chiêu, mình đã đứng nháy rồi anh em ha. Mình định lừa pha lói mà. Nhưng mà rất tiếc mình đang hết chiêu. Mình còn chiêu thì khả năng là mình solo lại pha lói đấy. Và sau khi mà mình đã có cho mình cấp độ 4 và có ulti này lên trên rồng cánh nhưng bị ăn khống chế rất là nhiều luôn anh em à, liên tục là khựng lại này. Đó rồi giờ chạy ra không kịp luôn, con ít ghi với lại con giúp cơ đứng sau nó xả đam ghê thật sự luôn á. Thôi xong Terry tay mình rồi, Terry tay mình cố gắng là ăn được mạng của Senel sau đó cũng đã bị đổi mạng. Trời anh em xem con ít ghi với lại là con giúp cơ kìa. Rồi hai con này nó xả đam ghê thiệt sự ạ. Không đỡ được luôn à. Đấy chà chà, đang ăn con dơi thì Floor lại tới đây anh ta phát hiện ra. Tình huống phóng hoa khá là ghê nha. Các ulti vào và đang bắt đầu múa luôn rồi. Floor này mình cảm giác là múa không có hay anh em mà. Nó cứ bị khựng khựng không có được mượt mà. Đấy nên thôi đi kèo với Floor này được không ăn kèo thì biết lỗi ai luôn ấy. Ăn được mạng Floor này bắt đầu di chuyển thôi anh em ơi. Ấy chà, ít ghi. Bắt thẳng với ít ghi luôn ha. Ít ghi đang có không có tóc biến thì phải anh em mà. Ok, lụm kẹo này. Đang có Senel cùng với cả Aoi ở đây luôn. Mình thì đánh tự tin thôi anh em ơi. Đang có băng xương mà. Cùng lắm thì câu kéo với băng xương. Đổi băng xương, đổi một cái băng xương đổi lấy hai mạng ba mạng cũng lợi chứ. Làm một cái nhỏ đi. Ôi da, đâu ra Floor này. Khó nhờ. Quả này đi mất ăn con chim anh em mà, không thể bỏ được. À đâu, chính xác con quái nhỏ rồi, luôn mất quái nhỏ luôn mà. Buồn luôn anh em ơi. À, Floor. Floor đang không ulti anh em. Xe neo bay nữa hả? Quả này cấm đầu mà chạy điên thôi, biết sao giờ. Mà thật sự à, ông Floor này ông được chăm sóc hết em nhờ. Được ra Oigan rồi xe neo các thứ khó chịu ghê. Thôi đi rồi anh em à. Ấy, lượm được mạng không? Ngon. Trời, quả này lại đổi được mạng là ngon nha anh em ơi, không lỗi nha. Quả này thực sự là không có lỗi nha. Hồi sinh trở ra này anh em ơi, ulti tên bạn đã đúng gớm luôn á anh em.
Nãy giờ mình để ý ít ghi không có phải là ở một cái mức ranh như thế này đâu, mình nghĩ là phải chiến tướng cao sao hoặc là thách đấu đó anh em mà. Ây da, chết luôn kìa, vãi ảo vậy. Quả này mình không ngờ là chết luôn á anh em. Có cái mặt nạ bị đứt đốt nữa chứ. Ngu người rồi. Mà sau khi mà mình hồi sinh thêm một lần nữa này thì lo anh ta lại đang ngăn chặn mình không có cho mình farm rồi. Đấy thật điên thật khùng luôn mà, đang có Illumina ở đằng sau này. Đấy choáng mẹ ấy lại cho Illumina dồn đam và nó bắt đầu bật đao xanh lên rồi. Ui sổ châu thế. Châu điên châu khùng luôn mà anh em ơi. Vãi cái chay vậy. Quýnh nửa tiếng đồng hồ không chết. Chạy 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 cái chạy cái té lẻ cái anh em. Ok về hồi máu xong rồi này. Từ từ nha, tên bạn đang tương đối yếu máu rồi, anh em ơi. Đây 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 đây, ít ghi ít ghi. Ulti bẹt. Ok, có được mạng xích đao ngon lành luôn. Từ nha, Joker đang hết chiêu hai hết ulti này, dí đánh luôn nha. Đánh luôn nha anh em ơi. Ok, Joker bỏ lại Senel rồi, thôi lượm mạng Senel thôi chứ có gì đâu anh em. Thì Joker mà ở lại thì xác định là lượm luôn Joker chứ sao nữa. Ái chà, có oi ở đây à. Hay quá rừng ơi, áp chế. Lượm kẹo đi anh em ơi. Ui. Và thấy cả chày à. Xui nhờ. Hơi bị xui anh em ơi. Ui, Flo băng chủ cái thứ ghê phết nhờ. Đang bị Arum cắn rồi, tuy nhiên là không ai dồn đam vào cả. Ok, là mẹ Flo này nhảy vào ít ghi luôn, ít ghi có băng xương luôn hả bạn ơi. Ok, băng xương với chúng tôi. Trời ơi. Có thêm cả oi trong bụi anh em mà. Thế thì khó đỡ rồi. Toàn luôn Arum rồi anh em. Bụi, oi tên mẹ đánh gớm quá nhờ. Trận này thực sự là tên bạn khá là ao trình luôn á nha. Tu Stuart ít ghi oi đánh ghê vãi anh em mà. Úi giờ đu á, Kera làm gì nhạy cảm như vậy? Sao lại chiêu hai sớm thế? Ôi toàn luôn mà. Quả này Kera chiêu hai sớm vậy anh em à. Từ từ nha, ulti tốc biến này đó, đứng đứng với chúng tôi, đứng nhá với chúng tôi. Ngon luôn á anh em, ăn xong cái mạng ngôi này được 500 mấy vàng ấy, giàu luôn mà. Khả năng trận này lật kèo được nha anh em ơi. Đấy cố gắng đánh hồi cũng lật kèo được, cắn hay này, cắn được vào AD tới bạn luôn này. Có ít ghi nó xả đam ghê quá anh em mà. Đó, giữ vị trí rất là tốt luôn nha. Xả đam cũng khỏe nữa. Mình nghĩ với một cái mức rank của XG là cao một, phải tạm chiến tướng trên 100 sao anh em. Đánh nãy giờ mà để ý thao tác tay rất là mượt luôn này. Và bây giờ tay mạng lại đang muốn ép rồi. Đang muốn gọi là tiếp tục ép. Ấy da oi làm sao đây bạn ơi. A oi cứ tưởng bở với mình à. Lụm kẹo luôn oi này nha. Trời có Senel bay nữa chứ. Khó chịu. Đớp cái lớp giáp dày quá anh em. Hay này. Và lo chết là không ai băng càng được vào anh em ơi, con Senel nó nhìn vậy thôi chứ nó không có trâu lắm đâu. Terry bắn được. Hay đép thoải mái luôn. Cố gắng đừng để mất ba đường là ok ha anh em ơi. Hay. Trời mấy ông này không giữ băng xương kỹ phết em nhờ. Tới giờ mà vẫn có băng xương mới ghê chứ. Ôi trời anh em xem ít ghi đánh kìa. Đó đánh như thế ai mà đỡ được đúng không. Đó một hồi thì cũng đã là phút thứ 15 của trận đấu rồi. Con cái xe bảo chú nó ra này. Đừng lỗi mà anh em ơi, cố gắng đánh đừng có để lỗi nha. Trận này mình nghĩ là có thể vẫn là win được đấy. Tại vì kéo tới tầm này rồi không win nữa thì ấy a à, oi lỗi ghê. Bắt oi anh em ơi. Cố lên nào. Stuart hết ulti hết chưa ai hết ulti. Ui vẫn còn ulti à. Không sao anh em ơi. Hình như là có sao thì phải. Quả nó hơi xui cái là Stuart nó còn chấm máu mình không có kết liễu được anh em. Bị nó dồn đam nó trả đam lại ulti và các thứ rốt cuộc chết ngược luôn. Khá là khó chịu. May mắn thì tay mình vẫn giữ lại được con kinh công anh em mà. Đó bây giờ Flo người ta đang quyết định là cưng tem với chúng tôi này. A oi ở trong bụi ha. Tạm thời mình đang hút ulti anh em mà nên thôi. Không có ulti không đánh lại A oi được. Tầm này thì chắc là mình nghĩ là ăn con thằng cái xa này thôi chứ còn sao nữa. Ây da ây da ây da, da. Vẫn còn núp trong bụi à. Mình không nghĩ là A oi vẫn có thể núp ở trong bụi tiếp luôn á anh em. Thế thì lại phải lụm kẹo thôi. Mấy ông này đang bắt đầu chửi nhau rồi. Họ đánh tới đây rồi còn chửi nhau nữa thì đến khổ mấy ông luôn ấy. Quả này sợ ít ghi nó bom một cái là mình đi luôn nè anh em ơi. Phải kỹ nha, phải kỹ nha. Hay quá có Arum ke lại kìa. Nhờ Arum chứ không có Arum pha đó cũng dễ bị bom mất kinh công rồi mình ngủm luôn ấy chứ anh em. Ái chà Flo này, tầm này mình solo lại Flo nha, dư sức mình đang có hai xuyên giáp anh em mà. Đó, kể cả là có thêm cả cái bùa kinh công nữa này, thoải mái luôn. Mà cho dù không có bùa kinh công thì cỡ nào mình cũng solo lại Flo thôi anh em mà, có hai xuyên giáp khỏe lắm. Đang chấp phải lo cái đau xanh luôn mà anh em ơi. Ok bán giày lên giá hồi sinh luôn này. Đây rất rất là giàu rồi. Ít ghi tay bạn vẫn đang giấu sai nha. Chưa thấy ít ghi ở đâu cả. Bắt đầu sẽ là ép thôi. Tay mình đang hơn người rồi. Ulti tốc biến vào bắt luôn. Ấy da. Vẫn còn chiêu 2 à. Mình nhìn nhầm. Quả này mình nhìn nhầm anh em ơi. Mình cứ tưởng là Stuart hết chiêu 2 rồi chứ. Mình lấy hai lớp giáp hồi sinh luôn kìa. Tay bạn nhiều giáp hồi sinh vãi.
Nói chung thì quà nãy hơi vội anh em mà. Vì quà nãy hơi vội nên vẫn chưa thể nào win được cả. Ê, từ từ nha. Góc này khá là đẹp nha anh em ơi. Nếu tên bạn không hack map thì góc này rất rất là đẹp luôn ấy. Ui, ít ghi tên bạn đánh kìa. Giữ vị trí anh em thấy tốt không? Nhưng mà tốt đến mấy thì mình cũng rất là tiếc bạn ơi. Trời ơi, nó gọi là chuẩn chỉ luôn. Ui, bán đồ kìa. Ui, bán thêm cả liềm nữa à. Ghê đấy. Thôi, liềm với chúng tôi. Từ từ nha anh em ơi, chạy cái. Trời ơi, pha lo nãy xiên đâu quá vậy. Không sao, vẫn có giáp hồi sinh mà anh em ơi. Bán giáp hồi sinh lên thêm cái đao xanh nữa nè. Đấy. Phờ lo. Nói chung dạo này tên bạn đánh khá là ao trình tên mình luôn ha anh em ơi. Được cái thì ông support tên mình cũng khá là biết chơi. Đánh Arum cắn được mấy pha tương đối là đẹp. Mới lật kèo được cái chứ. Thôi thì bây giờ chúng ta thừa thắng xông lên thôi. Đấy, tiến thẳng lên và win luôn ha. Aoi thì đang ở phía dưới kia bị kẹt lại rồi. Đây solo cùng với cả Kera. Úi xồi, Kera solo thắng luôn mà. Tuyệt vời luôn. Ok, và trận đấu này chắc chắn kết thúc lại rồi ha. Và video tới đây cũng tương đối là dài anh em à. Mình xin phép anh em được kết thúc video tại đây luôn nha. Nếu như mà anh em cảm thấy video này hay thì mình mong là anh em hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn rất là nhiều và chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình anh em nha. Chết thử xem út ghi tên bạn. Ui xồi, hèn gì anh em ơi. Ranh thì thách đấu ba cục vàng đi mít các thứ này. Quỷ vãi, ui xồi. Bảo sao mà đánh ghê ha.